Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024. Ngày 9 tháng 3, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên đã phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bệnh viện ông bướu và Viện đông nghiệp đã phối hợp tổ chức thành công giải bóng đá tứ hùng. Đây là hoạt động thể thao bổ ích với ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2024. Theo thể thức thi đấu, 4 đội bốc thăm để phân chia thành hai cặp bán kết hai đội thắng sẽ đá trận chung kết để tìm ra đội vô địch. Với mục tiêu đồng hành cùng đoàn thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển phong trào thể thao quần chúng, rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ vĩ đại, giải bóng đá tơ hùng năm 2024 chính là dịp để các đoàn viên thanh niên tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng nhau góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Với sự cổ vũ sôi động của khán giả, cùng tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, cao thủ của bốn đội đã thi đấu nhiệt tình, fair play. Qua đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng thanh niên. Sau bốn trận tranh tài hấp dẫn, ban tổ chức đã trao giải phong cách cho đội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, trao giải ba cho đội Viện Đông nghiệp. Để thua trong trận chung kết, đội Bệnh viện Ung bướu xếp thứ hai trong khi đó cúp vô địch được trao cho đội đài phát thanh và truyền hình thanh hóa